Chúng ta ai cũng có đam mê và khao khát làm một điều gì đó, trở thành ai đó, đạt được những thành tựu nào đó trong đời. Nhưng trớ trêu thay, rất ít người có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Mọi người đều hào hứng viết ra những con số, danh hiệu, cột mốc cần chinh phục. Nhưng hiếm ai chuẩn bị kỹ càng tâm thế của người chiến thắng trên hành trình đạt mục tiêu. Cuộc đời và những gì bạn mơ ước được quyết định bằng vô số những lựa chọn nhỏ bé trong từng ngày, từng giờ, từng phút. Bạn dậy sớm hay ngủ thêm một chút? Bạn ăn những gì tốt cho sức khỏe hay ăn những gì mình thích? Bạn đổ mồ hôi trong phòng tập hay nằm ườn trên ghế xem TV? Bạn nói lên ý tưởng, giải pháp của mình hay im lặng và bổ củi trong các buổi họp? Bạn chơi với con cái hay chơi với cái điện thoại? Và vào cuối ngày, trong khoảng thời gian riêng tư ít ỏi còn lại, bạn chia sẻ hàn huyên nói lời yêu thương với người bạn đời hay lướt Facebook cho đến khi mỏi mắt mới thôi. Những lựa chọn trong cuộc đời không bao giờ là đúng hay sai. Chúng chỉ kéo bạn ra xa hơn hoặc đưa bạn đến gần hơn với mơ ước và mục tiêu của bạn mà thôi. Những lựa chọn đẩy bạn ra xa mục tiêu thường rất dễ dàng, dễ chịu, thoải mái. Ngược lại, những lựa chọn đưa bạn đến gần hơn mục tiêu thường rất khó khăn, đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung. Tâm thế của người chiến thắng nhắc nhở bạn luôn hướng đến những lựa chọn khó khăn. Tâm thế của người chiến thắng thuyết phục bạn tự tin vào năng lực của mình có thể giải quyết được vấn đề. Tâm thế của người chiến thắng vực bạn dậy trong những thời khắc mà sức lực lẫn ý chí dường như đã rời bỏ cơ thể bạn. Có mục tiêu, có kế hoạch thôi là chưa đủ. Bạn cần phải có tâm thế của người chiến thắng.